cậu đây rồi. Tuyệt vời. Chúng ta đều đã uống khá nhiều. Ừ, nhưng tớ nặng hơn cậu 70 bao. Vì vậy, tớ thật sự rất tỉnh táo. Ừ. Đó có phải là loại khoa học họ dạy cậu ở jail không? Đúng vậy, một trong số đó. Giống như hóa học. Này, đừng đi thôi Jay. Ừ, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, tới ngay, xin lỗi. Katie đâu? Cậu ấy ở phía sau, cậu ấy ngủ rất nhanh. Ồ, trông thoải mái đó. Ồ, nhìn tụi nhỏ xem. Trời ạ, em thích nhìn con ngủ. Ồ, yeah. Ồ, đây là chàng trai của các bạn, Ricky Rowe, với khách mời đặc biệt, Jay Wright. Này, Jay Wright ở đây, các chàng trai. Và cô gái của cậu đang bất tỉnh ở phía sau. Kiểm tra xem, anh bạn. Nè, cậu đang làm gì vậy? Cho tới một giây nào, anh bạn. Này, có chừng, có chừng. John, anh yêu, tỉnh lại đi. John. Ôi chú ơi. Greg, Nancy, nói với mẹ đi, con yêu. Nói với mẹ đi, mẹ đây. Mẹ ở đây, cố lên. Giúp chúng tôi với. Giúp chúng tôi đi, làm ơn. Quay lại đi. Các người đi đâu vậy? Các người đi đâu? Chú ơi, không. Không. Được rồi các con, thôi nào, hãy nói về những gì chúng ta sẽ làm khi chúng ta đến Whispering Pines lúc. Ồ thì mong là nơi mẹ đưa chúng con đến sẽ có wifi ổn định. Có chứ con yêu, nhưng mẹ không muốn con ở trong nhà suốt. Con thì sao Katie? Con phải tìm một chiếc váy cho lễ hội nữ sinh của mình. Nếu không con sẽ chết vì chán. Tùy cái nào đến trước. Chà, mẹ có một bất ngờ cho các con. Gì vậy? Thì nơi chúng ta đang thuê có chiếc thuyền sát thủ. Và chúng ta có thể dùng nó mọi lúc. Có nghĩa là lúc chúng ta có thể đi câu cá. Ý con là bố là người luôn lái thuyền. Mẹ thậm chí không biết làm sao để lái. Chà, xin lỗi nha, nhưng trong khi cả hai đứa đi học, mẹ đã đi học và lấy bằng lái thuyền. Nó hơi kỳ lạ. Đó luôn là điều bố làm. Ồ, nhìn kìa, không phải đó là... Mẹ đừng. Được rồi, đó không phải là Rick và bạn của con sao? Không hẳn. Các con có chuyện gì sao? Mẹ nghĩ các con rất thân. Không, nó không hề nghiêm túc, chỉ tiện thôi. Con đã nói với mẹ là con không muốn quay lại đây nữa mà. Làm thế nào chúng ta thuê được nơi này vậy? Đừng lo lắng về điều đó. Mẹ có một thỏa thuận rất tốt. Và nó đi kèm với bữa sáng miễn phí.
Phòng lớn nhất là của em. Nghiêm túc chứ, lần trước em đã có căn phòng lớn hơn. Không được chạy. Còn muốn nói chuyện không? Nói về cái gì chứ? Ồ, mẹ không biết. Rick. Con vừa nhận ra cậu ấy không phải là mẫu người của con. Và cậu ấy đã chán con. Được rồi, tốt thôi. Cậu ấy ngừng nói chuyện với con. Cậu ấy đã không trả lời tin nhắn điện thoại, tin nhắn Instagram của con, không có gì cả. Và điều tồi tệ nhất là con thậm chí không biết con đã làm gì. Hoặc thậm chí con đã làm gì. Con chỉ con không biết. Con à, sao con không hỏi cậu ấy? Mẹ đùa à? Không. Con có biết là bố và mẹ đã là bạn bè suốt 4 năm trước khi hẹn hò không? Bố rất thân thiện và hay tán tỉnh, nhưng chưa bao giờ hẹn hò với mẹ. Bố không dám liều đúng chứ? Sau cùng mẹ đã phát chán. Thế là mẹ đã hỏi bố, tại sao không hẹn hò với mẹ? Và bố đã làm vậy. Con biết phần còn lại rồi đấy. Con biết không con gái? Nếu mẹ không hỏi bố, con vào lúc sẽ không ở đây. Vậy mẹ muốn con có con với Rick đúng không? Không, mẹ hoàn toàn không có ý đó. Ý con là con nghĩ mẹ đã đúng. Còn có gì để mất ngoài niềm kiêu hãnh và phẩm giá của mình? Còn có nó, con yêu. Hãy luôn tâm sự với mẹ. Mẹ là mẹ của con. Con có thể tin mẹ. Đến đây nào. Được chứ? Ngủ ngon. Mẹ yêu con. Con yêu mẹ. Này anh bạn, tắt đèn đi. Con sẽ tránh xa máy tính chứ. Con đang làm hư mắt của mình và không còn trộm thông tin được nữa đâu. Mẹ không muốn FBI xuất hiện trước cửa nhà mình. Mẹ, con không phải là tin tặc. Con là một người giải quyết vấn đề sáng tạo. Và nếu cục điều tra liên bang có thể theo dõi con, họ sẽ ở Romania ngay bây giờ để tìm kiếm một chàng trai tên là Eddie. Ai là Eddie? Chúc mẹ ngủ ngon. Ừ, chúc con ngủ ngon. Chào buổi sáng. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Chị đang làm gì ở đây? Tôi là Megan Myers, chủ nhà Airbnb của chị. Chắc chị là Amy Ruiz. Vâng, đúng. Nó hơi... Tôi xin lỗi, nhưng không giải thích được tại sao chị lại ở đây. Đây là bữa sáng chào đón của chị, miễn phí với chỗ ở của chị. Chị đã nhận được nó như trong quảng cáo, một bữa sáng nấu tại nhà miễn phí. Tôi xin lỗi, tôi đã mong đợi một bát trái cây và một hộp ngũ cốc. Ồ không, bữa sáng của tôi là một phần lớn cho những người thuê nhà của tôi. À, tôi có thể hiểu tại sao, ý tôi là điều này trông thật tuyệt vời. Con ngửi thấy mùi cà phê. Bánh kết. Megan Myers, đây là con của tôi, Luke và Kathy. Xin chào. Chủ nhà của chúng ta là một cô tiên buổi sáng thật tốt. Tôi nên đi rồi.
Thưởng thức bữa sáng nhé. Megan, chị có muốn ăn cùng chúng tôi không? Có rất nhiều thức ăn ở đây. Chị chắc chứ? Vâng, đĩa nè. Cảm ơn. Không, ngồi xuống nào. Tôi sẽ phục vụ mọi người. Bánh kếp cho con. Cần muốn một cái chứ? Ồ, trước khi tôi quên, phải chụp một tấm up lên Instagram. Tuyệt vời. Mẹ có phải là người duy nhất không sử dụng mạng xã hội? Đúng vậy, và hãy cứ như vậy. Con có thể tạo cho mẹ một tài khoản. Đây có phải lần đầu tiên mọi người tới Whispering Pines? Không, chúng tôi đã đến đây nhiều năm rồi. Lễ hội thu hoạch mùa thu đã trở thành điều quen thuộc đối với gia đình chúng tôi. Chị có sống ở đây không, Megan? Sinh ra và lớn lên. Tôi luôn nghĩ rằng đây là một nơi tốt để nuôi dạy một gia đình. Ồ, chị đã có con? Ừ, tôi từng có. Nhưng chúng đã mất năm ngoái, cùng với chồng tôi. Tôi rất tiếc. Dần, thật là khủng khiếp. Họ đã mất như thế nào? Luke? Không sao. Đó là một tai nạn xe hơi. Tông xe và bỏ trốn vào mùa thu năm ngoái. Họ không thể tìm ra những người lái xe đó. Tôi xin lỗi, đây không phải là cuộc trò chuyện thích hợp cho bữa sáng. Cô có thể nói lại vụ tai nạn xảy ra khi nào không? À, mùa thu năm ngoái, lễ hội thu hoạch. Chúng tôi rời khỏi đây vào buổi sáng hôm sau. Chúng tôi đã không nghe về điều này, Megan. Tôi rất tiếc. Vậy hôm nay, mọi người sẽ làm gì? Dạ, tôi đã định dẫn tụi nhỏ đi bộ đường dài. Hít thở không khí trong lành vào trong lá phổi thành phố đen sạm của chúng tôi. Đó là Nicky. Cậu ấy muốn biết nếu con có thể đi chơi ngày hôm nay không? Con yêu chúng ta. Con có thể sử dụng xe. Chúng ta sẽ dành cả ngày cùng nhau. Nhưng mẹ biết ai sẽ ở đó mà. Được rồi. Cảm ơn mẹ. Có vẻ như chỉ có mẹ và con trai. Giải đấu liên minh huyền thoại sẽ bắt đầu vào tối nay. Nhóm của con cần con. Được rồi, nhưng các con biết không, tối nay chúng ta sẽ có một bữa tối gia đình. Không thương lượng vào ngày mai. Chúng ta sẽ dành cả ngày cùng nhau, được không? Được, được thôi, con cần phải chuẩn bị. Cảm ơn mẹ. Được rồi. Con sẽ lấy cái này. Và sau đó chỉ mình tôi. Chị biết không, tôi đã nghĩ đến việc thử tham gia lớp học yoga mới này. Chị có thể tham gia với tôi nếu chị thích. Vâng, tôi rất thích. Được rồi, tôi sẽ chạy về nhà và thay đồ. Nhưng tôi sẽ quay lại đón chị. Được thôi, cảm ơn Megan. Được rồi. Nè, cảm ơn chị. Không có gì. Chuyển sang tư thế cái bàn nào. Thật tuyệt vời. Đợi đã, chị có thể chờ tôi một chút. Vâng. Gretchen, tôi nghĩ đó là cậu. Tớ đã không gặp cậu trong một thời gian. Cậu đang làm gì ở đây? Ý tớ là cậu chưa bao giờ thích yoga trước đây. Thì tớ đã không có thời gian với những đứa trẻ. Nhưng cậu biết không, tớ đang thử những điều mới. Xem nếu có điều gì tớ có thể làm tốt. Những gì tớ thích làm một mình. Cậu có muốn đi uống cà phê không? Đã khá lâu rồi. Tớ xin lỗi Megan. Tớ có kế hoạch rồi. Thế còn bữa tối vào tuần này thì sao? Sẽ rất tốt nếu có thể gặp cậu. Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay. Nhưng thật tốt khi thấy cậu ổn. Ai vậy? À, đó là... Cô ấy là bạn thân nhất của tôi từ thời trung học. Đó là bạn thân nhất của chị ư? Tôi thì thấy như kẻ thù của chị. Cô ấy không tệ như vậy. Sau vụ tai nạn, có vẻ như cô ấy nghĩ rằng nỗi đau của tôi sẽ lây lan. Rằng bằng cách nào đó, ở bên tôi có nghĩa là điều tồi tệ sẽ xảy ra với cô ấy hoặc gia đình cô ấy. Phải rồi, cô ấy có một con chó cái. Và tôi sẽ đưa chị đi uống cà phê. Tôi mời được chứ? Cảm ơn chị. Thôi nào. Cậu và gia đình đang ở đâu? Chúng tớ đang ở tại ngôi nhà ven hồ rất đẹp. Mẹ tớ đã dựa vào chính mình với tiền thuê năm nay. Này, bớt nói đi và chơi nhiều hơn. Boom, rõ ràng chúng ta có thể đa nhiệm. Nghe có vẻ như là một địa điểm hoàn hảo cho một bữa tiệc. Ồ, tớ không chắc gì điều đó. Người phụ nữ mà gia đình tớ đang thuê nhà, gia đình cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi năm ngoái. Và đó là nhà của họ, vì vậy tớ cảm thấy như thế hơi thiếu tôn trọng.
Vậy là cậu đang ở nhà của Megan May á? Vâng. Làm thế nào cậu biết tên cô ấy? Vụ tai nạn đã được đưa tin vào năm ngoái. Đúng vậy, thật là khủng khiếp. Một số kẻ bệnh hoạn đã chụp ảnh và đăng nó lên khắp các trang mạng. Này, đến lượt của cậu. Ồ phải chứ. Nào, chạm ngực nào. Bùm, bùm, bùm. Quy tắc của các cô gái. Được rồi, tớ sẽ vào nhà vệ sinh. Cậu có muốn đi cùng không? Vâng, tớ sẽ đi với cậu. Được thôi. Cậu cần nói với cô ấy. Anh bạn, cậu có bị điên không? Chúng ta không thể. Càng nhiều người biết về điều này thì nó sẽ càng dễ bị lộ. Katie không phải là người ngoài được chứ? Điều này ảnh hưởng đến cô ấy cần biết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cậu đã hành động rất kỳ lạ. Nếu các cậu không muốn tớ ở đây, chỉ cần nói và tớ sẽ rời đi. Cậu nói với cô ấy hoặc tớ sẽ. Được rồi, nghe này. Tai nạn của Megan chính là do chúng ta. Điều này không vui. Không phải đùa đâu. Chúng ta đã gây ra tai nạn. Chúng ta ư? Tớ nghĩ tớ sẽ nhớ nếu mình bị tai nạn xe hơi. Không, nếu cậu say thì cậu sẽ không. Chờ đã. Đó là lý do tại sao cậu bảo tớ tránh xa sao? Không, cậu không thể làm điều đó. Cậu sẽ không làm điều đó phải không? Cậu sẽ không bao giờ. Vậy gì cơ chứ? Cậu đã lái xe bỏ đi. Cậu không hề gọi 911 hay cố gắng giúp đỡ. Chúng ta lái xe bỏ đi. Tất cả chúng ta đã ở trong xe. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Đừng quên điều đó. Chiếc xe. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nhận ra chiếc SUV của mẹ tớ? Cô ấy không thể xác định được chiếc xe mà cô ấy khẳng định đã bỏ lại cô ấy trên đường. Cảnh sát thậm chí không tin rằng có một chiếc xe khác. Họ không thể tìm thấy vết trượt nào khác để chứng thực. Dân bởi vì các cậu thậm chí không hề dừng lại. Đó là một vụ tông xe và bỏ trốn. Về mặt kỹ thuật, chúng ta không tông trúng bất cứ thứ gì và chúng ta đã dừng lại. Đúng vậy, và sau đó chúng ta lái xe đi. Nghe này, ba người chúng ta, chúng ta cần lập một hiệp ước ngay bây giờ. Không ai trong chúng ta được nói một lời gì về việc này. Không bao giờ. Đồng ý chứ? Nghe này, tất cả chúng ta đều có thứ gì đó để mất ở đây. Jared, cậu nghĩ trường Stanford sẽ phản ứng thế nào khi họ biết có một tội phạm bị kết án trong đội chèo thuyền của mình? Tạm biệt Thế vận hội. Thật là lộn xộn. Chúng ta cần nói điều gì đó các cậu. Katie, mẹ của cậu gần như không vượt qua được cái chết của bố cậu. Cậu nghĩ làm sao bà ấy có thể đối mặt với việc đứa con gái nhỏ của mình có thể bị đi tù chứ? Đó không phải là lỗi của ai. Đó có thể là bất kỳ ai trên con đường đó vào đêm hôm đó. Ý tớ là chúng ta không thể giúp họ bây giờ, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, hoặc là ta chôn vùi điều này, hoặc là nó sẽ chôn chúng ta. Bí mật này nằm ở đáy hồ. Được rồi. Nó ở đây. Nó ở lại với chúng ta. Nó ở lại cái hồ này. Này, cố lên con yêu. Tỉnh lại. Tỉnh lại con yêu. Cố lên. Giúp tôi. Không. Tôi rất tiếc. Chị biết không, tôi không nghĩ rằng tôi đã nói với bất kỳ ai về điều đó ngoại trừ cảnh sát. Cảm ơn chị đã lắng nghe. Dĩ nhiên rồi. Tôi ước Gretchen trong cuộc sống của tôi cũng tuyệt vời như chị. Chị biết đấy, tôi đã có trải nghiệm tương tự với bạn bè của mình khi chồng tôi mất vì bệnh ung thư cách đây 3 năm. Bạn bè của tôi trở nên thật sự tuyệt vời, chị biết không?
Họ đã cố gắng giúp tôi tiến về phía trước, nhưng khi tôi di chuyển không đủ nhanh, họ đã rời bỏ tôi. Không có gì loại bỏ những người bạn tồi tệ nhanh hơn cái chết. Chị biết đấy, tôi phải thành thật với chị. Tôi đã có một hệ thống hỗ trợ thực sự tốt. Chị có người thân nào ở đây không? Họ là gia đình của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi hy vọng chị không bận tâm khi tôi nói. Nhưng chị trông quá trẻ khi có con ở tuổi gì thành niên. Cảm ơn chị, tôi bận tâm đấy. Tôi có thể ghi âm lời chị và đặt nó là lời chào của tôi không? Vậy cậu sẽ quay lại chỗ của cô ấy à? Ừ. Megan ở đâu vậy? Ý tớ là tớ không biết. Chúng ta có thể ngừng nói về điều này không? Ý tớ là nói dối mẹ tớ đã đủ khó khăn rồi. Cậu chỉ cần tin vào điều đó. Sẽ ít nói dối hơn nếu cậu nghĩ đó là sự thật. Được chứ, chúng ta chưa bao giờ ở đó. Hãy hứa là cậu sẽ không nói gì. Tớ hứa. Không, tớ phải đi. Katie, con phải không? Dân, con đây mẹ. Mẹ rất vui vì con đã nhớ bữa ăn tối của gia đình chúng ta. Ồ, xin lỗi. Chúng con vừa ăn pizza. Con no rồi. Chúng con. Điều đó có nghĩa là con đã giải quyết mọi việc với Ricky. Ngày này con thực sự mệt, con phải đi ngủ. Đúng là thanh thiếu niên. Ăn trao đi. Tôi biết cô đã làm. Thừa nhận sự thật đi. Ai đấy? Xin lỗi. Hi, xin chào, cô là Rachel phải không? Tôi có biết chị không? Dân, tôi là Amy. Tôi đã gặp chị vào hôm trước với Megan tại lớp yoga. Tôi đang ở nhà giang hồ của cô ấy. Kỳ nghỉ ở thị trấn nhỏ của chúng tôi thế nào? Tôi chỉ cảm thấy cần phải nói với chị rằng tôi nghĩ cách chị đối xử với Megan thật đáng trách. Ý tôi là chị đã bỏ rơi cô ấy khi cô ấy cần chị nhất. Và cô ấy thực sự có thể cần sự hỗ trợ ngay bây giờ. Tôi biết điều này bởi vì tôi đã mất chồng của mình cách đây vài năm.
Đó là những gì cô ấy nói với chị. Nghe này, Megan rất nguy hiểm. Cô ấy bị rối loạn tâm thần. Tôi không trách cô ấy. Và tôi biết rằng cô ấy đã cố gắng nhờ bác sĩ trị liệu giúp đỡ trước đây. Nhưng tôi không thể để người không ổn định xung quanh các con mình. Chuyện này là thế nào? Đó chỉ là một người mẹ đã gặp ở lớp yoga. Con đã nghĩ rằng yoga sẽ giúp mẹ tĩnh tâm. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe, chiếc SUV đã gây ra vụ tai nạn. Megan, chúng tôi đã từng xuống con đường này trước đó. Là một chiếc SUV màu đỏ và nó thuộc về một gia đình đang thuê căn nhà giang hồ của tôi. Họ của họ là Truitt. Họ đã ở đây cùng thời điểm năm ngoái. Năm tháng trước, cô đã bắt tôi đuổi theo một biển số của một chiếc SUV màu đỏ mà cô nhìn thấy đang đậu ở bưu điện. Khi đó cô đã rất chắc chắn cuối cùng đó là vợ của thị trưởng. Và cô ấy thậm chí không ở trong thị trấn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ít nhất mà nói thì họ đã không hài lòng. Tôi không thể đuổi theo mọi chiếc SUV màu đỏ mà cô tình cờ nhìn thấy. Nhưng tôi có cảm giác về chiếc này. Megan, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không điều tra theo cảm xúc. Đây không phải là một chương trình ghi âm tội phạm ngớ ngẩn. Chúng tôi không thể tìm kiếm xung quanh xe của ai đó mà không có lệnh tìm kiếm. Ồ, xin lỗi. Hãy lắng nghe chính mình. Cô đang nói với tôi rằng gia đình đang thuê ngôi nhà giang hồ của cô cũng phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn giết chết gia đình cô năm ngoái. Và cô nghĩ rằng họ gì chứ? Thuê chỗ của cô chỉ để hành hạ cô sao? Không, tôi không biết. Họ dường như là một gia đình đàng hoàng. Không lẽ là sắp tới ngày tưởng nhớ vụ tai nạn lại khiến cô có chút lo lắng sao? Cái gì? Vậy... tôi chỉ đang tưởng tượng ra những điều này sao? Không, tôi không điên. Tôi chưa bao giờ nói điều đó. Nhưng với trí nhớ của cô thậm chí không rõ ràng về những gì đã xảy ra vào đêm xảy ra vụ tai nạn. Chúng tôi không thể làm gì khác vào lúc này. Bây giờ tôi thật sự đề nghị cô nên tránh xa gia đình này. Tôi không muốn những gì đã xảy ra với gia đình Mueller lặp lại. Đó là một sai lầm thực sự. Họ đã gần như muốn lập cáo buộc quấy rối. Nhưng tôi đã cố gắng nói với họ hãy hủy bỏ nó. Cô có thể không may mắn như vậy lần sau đâu. Đang mất nhiều thời gian hơn dự định. Nhưng đừng lo lắng. Mẹ sẽ dành lại cho sự công bằng mà các con xứng đáng. Mẹ hứa. Này. Này các con ở đây. Này. Này. Mọi thứ sao rồi? Mọi người thế nào rồi? Xin chào cô Ruiz. Thật tốt khi gặp cô. Rất vui được gặp con Nicky. Này Chris, cảm ơn vì đã mời chúng con. Cô Ruiz rất quan ngân. Này Ruiz, này Nicky. Chào, rất vui được gặp con. Anh tới nào rồi Chris? Tốt. Ôi chú ơi, đây là một ngọn lửa tốt. Này Jared. Này gì vậy nhóc? Thế giới game có gì mới? Ồ, anh thích Fortnite. Trò chơi điện tử rất cuồng nhiệt. Các sân vận động chật kín người hâm mộ. Hầu bao khổng lồ. Em có thể gửi cho anh một vài ưu đãi qua email nếu anh muốn. Ừ không, anh ổn nhóc. Anh đã cố gắng tham gia vào nó. Nhưng anh thích các game thể thao OG hơn. Dân các con, có đồ ăn nhẹ và đồ ăn giặt và rau trên bàn. Hãy tự phục vụ nhé, dân. Tuyệt. Tớ không nghĩ đây là một ý kiến hay. Ừ thì tớ cũng vậy. Nhưng nếu cậu không đến, mẹ tớ sẽ biết có chuyện gì đó. Chỉ cần như bình thường. Cậu nói hành động như bình thường. Vâng. Chào. Cô Mai ơi.
Cháu không biết cô sẽ đến. Mẹ đã mời cô ấy, con yêu, càng đông càng vui. Đến đây trông thật ngon. Này, cô đã gặp cháu ở đâu chưa? Chưa. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Cô có. Đó là. Đó là cửa hàng kem trên đường Main. Cháu đã từng cho Nancy và Greg thêm kem tươi và bông đường. Chị biết đấy, đôi khi cậu ấy thậm chí còn cho chúng thêm muỗng. Vâng. Đúng rồi. Dần đúng, cháu đã nhớ ra chúng. Chúng thật sự là những đứa trẻ đáng yêu. Này, cháu rất tiếc vì sự mất mát của cô. Cảm ơn cháu. Xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không định làm không khí trùng xuống. Không, cô không hề, nó vẫn ổn. Hãy thay đổi nó. Có ai có câu chuyện lửa trại nào không? Ồ, cháu thật sự có một câu chuyện hay. Chúng cháu đã từng kể điều đó ở trại. Đó là có một cô gái lẻn ra khỏi nhà bố mẹ để đi gặp anh chàng mà cô ấy đã gặp trực tuyến. Lần đầu tiên trong đời, chắc chắn là một kẻ giết người hàng loạt. Tốt hơn, anh ta cứ khăng khăng rằng nơi duy nhất mà họ có thể gặp nhau là ở hồ sau khi trời tối. Được rồi, các cô gái và các chàng trai, nếu có ai trên mạng yêu cầu gặp các con ở bất kỳ vùng nước nào, xin đừng đi được không? Nhưng ai có thể đổ lỗi cho cô ấy? Mọi người nên xem những bức ảnh anh ấy đăng trên mạng. Thế là cô ấy đến hồ đi tìm anh ấy. Cô ấy đã đi ngược xuôi trên bãi biển mà không thấy anh ấy đâu, nên cô ấy đi xuống bến tàu khóc lóc. Cô ấy từ bỏ và nhận ra rằng cô ấy đã bị từ chối. Đột nhiên từ bên dưới có một giọng nói: anh ở đây, tình yêu của anh. Anh đây. Cô nhìn xuống hồ và chỗ đó, với cái đầu có vảy nhô lên trên mặt nước, là một con cá trê. Đợi đã, cô không hiểu. Ôi chúa ơi mẹ. Những câu chuyện đáng sợ nhất đến từ bên trong. Ăn sống bạn, gặm nhấm bạn, vị cay đắng, mùi như nhôm. Nó bắt đầu bằng việc nói dối, sau đó tin vào lời nói dối đó. Lựa chọn duy nhất của bạn là đối mặt với nó, hoặc để lấy dây an toàn của bạn và quấn mình xung quanh một cái cây. Cô rất xin lỗi. Cô sẽ vào trong để rửa mặt. Tất nhiên rồi, được chứ? Mẹ ơi, cây gậy trông đáng xấu hổ quá. Gì cơ? Đó là cây gậy đi bộ của mẹ mà. Mẹ là một phù thủy Harry. Được rồi, cười nó đi. Nhưng khi lên được ngọn đồi dốc đứng đó, các con sẽ cầu xin chiếc gậy của mẹ. Chúng ta sẽ bị bao vây bởi những cây gậy. Con có thể chọn bất kỳ cái nào theo đúng nghĩa đen.
Con yêu, mẹ cần con giúp một việc. Gì ạ? Tối nay con có thể đưa em trai đến dự tiệc của Nicky được không? Con không nghĩ đó là một ý kiến hay. Thằng bé dành quá nhiều thời gian trên mạng. Thằng bé không bao giờ ra thế giới bên ngoài. Giờ mẹ chỉ nghĩ sẽ tốt cho nó nếu dành thêm thời gian với Rick và Jared. Rick? Đúng con yêu, em con cần một số hình mẫu nam giới. Bây giờ mẹ đang lo lắng cho thằng bé khi bố của con đã mất. Được rồi, con sẽ đưa nó đi. Cảm ơn con. Mẹ rất vui mừng, mẹ luôn có thể trông cậy vào con. Ôi, có chuyện gì vậy? Con không biết, là một cành cây nhỏ đã cắt con. Ôi con yêu, mẹ nghĩ chúng ta nên băng bó nó. Luke, về nhà thôi. Con yêu, mẹ sẽ đưa con về nhà. Vâng, đã quá đủ không khí trong lành để con tồn tại suốt đời. Ôi gì chúa. Được rồi, Luke, con sẽ vào nhà để xe và lấy bộ sơ cứu ra khỏi xe chứ. Được thôi. Nó cần được làm sạch, con cũng cần cả băng dán. Mẹ ơi, mẹ phải thấy điều này. Cái gì? Mẹ nghĩ sao? Gấu trúc bươi rác à? Không, không có gấu trúc nào ở đây đủ mạnh để làm việc này. Có lẽ một con gấu. Chắc chắn rồi, một con gấu vừa mở nhà để xe và bước ngay vào. Mẹ phải đi gọi cho Megan. Con sẽ lấy bộ dụng cụ sơ cứu trước. Xin chào. Chào Megan, ngay này có một vụ tai nạn nào đó. Trong nhà để xe khiến cho cái kệ bị sập. Ồ, có ai bị thương không? À không, chỉ có chiếc xe. Được rồi. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã có ý định sửa chữa nó. Tất nhiên tôi cũng sẽ trả tiền cho bất kỳ thiệt hại nào. Không, xin đừng lo lắng về điều đó. Đó là những gì chúng ta sẽ có từ bảo hiểm. Được rồi, tạm biệt. Con đã lấy nó chưa? Rồi à, đến đây. Vâng. Vậy Megan nói gì? Chà, cô ấy nói cô ấy định sửa các kệ đó lâu rồi. Vì vậy đó chắc chắn là một tai nạn, không phải gấu hay cấu trúc. Xong rồi con yêu. Cảm ơn mẹ. Mẹ sẽ gọi cho công ty bảo hiểm. Được rồi, chúng con đi đây. Trông các con kìa. Được rồi, không uống rượu nhé. Ý mẹ là vậy. Mẹ không cần lo, con không bao giờ uống rượu nữa. Mẹ không muốn con không bao giờ uống rượu. Ý mẹ là mẹ muốn có một ngày chúng ta có thể cùng uống một chai rượu khi con 40. Đồng ý. Tại sao mẹ lại mặc như vậy? Mẹ sẽ không đi dự tiệc phải không? Đó có phải là một điều xấu không? Thư giãn đi. Megan mời mẹ đi xem phim và ăn tối. Ồ, ý con là chúng con không cần phải đi. Chúng con có thể ở nhà và chơi. Có thể chơi trò Monopoly. Nintendo Monopoly ha. Và lãng phí mẫu nước quà em vừa xịt. Các con trông rất tuyệt. Đi đi và chơi vui nhé. Được rồi. Ngoan nhé. Này, chào. Mời vào. Cảm ơn chị.
Bạn bè của em sẽ không bao giờ tin em. Hãy ngồi lên. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Chào, chào. Rất không ngờ bữa tiệc quan giả như vậy. Không, nó thường thôi mà. Cậu có thấy Chris không? Có, chỉ cần theo dấu vết của rượu và nam tính độc hại. Này, cởi nó ra đi. Tôi thích điều này. Ý tôi là nó ấm cúng, nhưng chị biết đấy, với tôi chỉ là đó thực sự là tất cả không gian mà tôi cần. Có ý nghĩa hơn khi thuê một nơi lớn. Chà, tôi rất vui vì chị đã làm vậy. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Vâng. Nghe này, tôi thấy thật sự lạ khi chúng ta chưa hề gặp nhau trên đường trước đây. Vâng. Chắc chắn tôi chưa bao giờ gặp chị trước đây. Cạn nào, một trong số chúng ta thôi. Đừng để nó uống. Nó thậm chí còn chưa đủ tuổi. Không có ai ở đây cả. Chị đã hứa với mẹ là em sẽ không. À, em không có. Em thậm chí không biết những điều tồi tệ có thể xảy ra với em nếu em uống rượu. Bình tĩnh, Katie. Thật ngạc nhiên. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu ấy đã không thay đổi một chút nào. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã có thói quen xấu này từ những đứa con của tôi. Mọi thứ có ổn không? Vâng, nó ổn. Katie ở độ tuổi đó, chị biết đấy. Con bé có rất nhiều bí mật. Chị thật may mắn. Đúng vậy. Chỉ là khi chúng ra ngoài, tôi thấy mình sẽ lướt qua điện thoại xem liệu có trường hợp khẩn cấp nào. Chị luôn giữ điện thoại di động bên mình. Chị rất thông minh. Chị không bao giờ biết được khi nào chị sẽ phải gọi 911 để thông báo về một vụ tai nạn. May mắn là tôi chưa bao giờ phải làm vậy. Muốn thêm một ít rượu không? Cảm ơn. Này, mời vào. Tớ không mang theo đồ. Dù sao thì cậu ấy cũng không muốn trở thành người thứ ba. Ồ này, sao nào? Cậu muốn nói gì điều gì? Chúng ta không nên đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh táo chứ. Nhìn xem quý cô tỉnh táo này. Sao, bây giờ cậu nghĩ rằng cậu quá tốt với tớ? Tốt thôi. Có một vụ tai nạn trong nhà để xe. Chiếc xe rối tung và nhãn dán cản ở cửa sổ sau đã bị xé. Cậu nghĩ đó là Megan? Có lẽ, ừ. Ngay cả khi đó là cô ấy, sẽ không ai tin cô ấy. Được rồi, mọi người xung quanh đây đều biết rằng cô ấy bị điên. Và cô ấy vừa phá hủy bằng chứng. Điều đó có nghĩa là chúng ta không liên quan. Tất cả những gì chúng ta phải làm là ngậm miệng lại được chứ. Hãy nhìn xem, tớ ở đây. Và tớ đang cố quên chuyện tào lao đã xảy ra trong quá khứ. Ý tớ là hãy nhìn xem, Jared đã có ý tưởng đúng. Này, thôi nào. Ngừng lại, tớ không muốn. Không, Rick, dừng lại. Này, chị tôi đã nói không. Chị đã nói với em dừng lại. Tôi để anh ta quanh quẩn trên American Express. Vào đi, tôi bị cái gì đó đốt như điên. Chị biết tôi yêu thích điều gì ở những bộ phim này không? Điều gì vậy? Nhân vật phản diện cuối cùng luôn nhận được những gì cô ấy xứng đáng. Chị biết đấy, tôi giống một cô gái thích phim tài liệu hơn. Tôi sử dụng phòng tắm được không? Tất nhiên, nó dưới sảnh. Được rồi. Được chứ.
Chị ổn không? Ngồi yên. Không tệ lắm. Anh sẽ không thể nằm ngửa. Ôi tệ quá. Chị biết. Chị có thể làm tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều. Chị tốt hơn nhiều. Không. Chị thật sự không như vậy. Chị biết đấy, một đêm nọ em thức dậy và bố đang ở trong phòng tắm, giống như thế này. Và bố đã nói nguyên nhân của quá trị. Và em đã nhìn bố và không biết phải làm gì nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra với bố. Nhưng bố nói rằng bố sẽ ổn. Sau đó bố nói, nếu có điều gì đó xảy ra trong tương lai, chỉ cần nhìn vào chị. Bởi vì chị là người chị lớn của em. Và chị sẽ luôn biết làm điều gì đúng đắn. Ồ, em nhớ bố rất nhiều. Chị cũng thế. Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi về nhà. Chị biết đấy, nó không giống như cách tôi đã đi bộ ở đây. Ồ, tôi đang đưa chị đi ngắm cảnh. Mong rằng chị có thể tận hưởng các điểm tham quan. Chị có nhớ đêm lễ hội thu hoạch mùa thu năm ngoái không? Ồ, chắc chắn rồi. Đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã phạm sai lầm lớn nhất. Chị có biết rằng tôi đã phớt lờ ngày hết hạn trên món salad khoai tây không? Lúc chờ tôi bị ốm, và đó là một ngày cuối tuần khó khăn. Chị chỉ biết đấy, đó là lần đầu tiên không có James. Chị có tin rằng chúng tôi đã bỏ lỡ toàn bộ lễ hội thu hoạch không? Chúa ơi! Gì chứ? Không. Chắc chị đã đi đâu đó. Ồ, phải rồi. Chiếc ngai vàng bằng sứ. Lúc giờ tôi bị ngộ độc thực phẩm nặng. Kinh khủng, và Katie là người thông minh. Con bé không ăn bất kỳ miếng salad nào. Con bé đã ra ngoài với bạn bè của mình buổi tối hôm đó. Ồ, những đứa trẻ chị đã gặp ở bữa tiệc nướng, tất cả đều đến lễ hội thu hoạch. Đó là những gì chúng nói rằng chúng đã làm. Ý tôi là ai mà biết được với bọn trẻ ngày nay. Chị không bao giờ biết chúng đã làm gì. Quay, quay lại. Giúp, giúp họ đi. Giúp họ đi. Này, mẹ không có ý làm con sợ. Em trai con đâu? À, em ấy đã ngủ rồi. Con yêu, mẹ không thể tin được là con đã đợi mẹ. Dân thì con chỉ muốn đảm bảo rằng mẹ đã về nhà an toàn. Mẹ đã làm gì để có được một cô con gái ngoan như vậy? Thôi nào, đi ngủ thôi nào. Hôm nay con im lặng một cách khủng khiếp. Con có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Megan, tôi xin lỗi. Chuyện gì thế Megan? Đó là cửa hàng kem yêu thích của gia đình tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để quay trở lại.
Hôm nay là ngày giỗ của họ. Ồ, Megan, tôi muốn đi đâu đó có ý nghĩa đối với họ, chị biết không? Cậu đã nói gì với cô ấy? Không, cô ấy đã suy sụp khi đang đặt mua hàng rẻ cười. Tôi xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng. Không, không sao đâu. Thật là lộn xộn. Nói cho tớ nghe về nó đi. Cô ấy sẽ ổn chứ? Mẹ không biết lúc. Mẹ cũng mong là vậy. Xin chào Jared. Cô không biết cháu đang làm gì ở đây. Cô biết đấy, bất cứ khi nào cháu quay về từ trường đại học, cháu cũng cố gắng giúp đỡ ba mẹ như vậy. Nhìn xem, một người trợ giúp tốt bụng. Phải, nếu mẹ quyết định mở một cửa hàng kem, con sẽ là người múc kem số 1 của mẹ. Ngoài trừ cậu biết đấy, sáng sớm và tối khi tớ tập chèo, cậu có thể tiếp quản ca của tớ, phải không? Em có thể xem không? Ý em là, bởi vì em đã nghĩ đến việc tham gia chèo thuyền. Anh có ý này, em biết đấy. Nếu em không phiền thức dậy lúc 5 giờ sáng, gặp anh ở bến tàu vào ngày mai, anh sẽ đưa em đi chơi thuyền kayak. Cảm ơn anh. Dân, mọi người muốn kem gì? Dạ, sô-cô-la anh đào trông ngon tuyệt. Con không biết tại sao mẹ lại bận tâm. Con sẽ kết thúc với Vani. Tớ nghĩ chúng ta cần nói cho Megan biết sự thật. Cái gì? Này, hai người có muốn lấy một mẫu hay thứ gì đó không? Có bất kỳ... Ừ. Tớ không thể sống với điều này nữa. Chúng ta không thể làm điều đó. Cô nghĩ cô sẽ chỉ lấy Vani. Vani, tuyệt vời. Vani, cô muốn một cái bánh quế hay một chiếc cốc? Này Rick, tớ lo về Jared. Chào mừng đến với Thế vận hội 2020, nơi chúng ta đang có cuộc đua cuối cùng giành huy chương vàng. Pháp, Mỹ, Úc, Canada, Đức, Croatia, tất cả đã sẵn sàng ở vị trí của họ. Này, này, chỉ cần chèo thuyền, tôi đang ở đây. Này, 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 dừng lại, tôi ở ngoài đây. Làm gì vậy điên à? Ngừng lại. Vẫn không thấy. Di chuyển nó sang trái một chút, giờ con thấy chưa? Katie, cậu sẽ không nhìn thấy gì khi cứ bấm điện thoại. Được rồi, đã tắt. Cảm ơn con. Đến lượt chị. Nhìn kìa, một ngôi sao băng. Nhanh lên, ước một điều ước. Các con biết đấy, mẹ đã nghĩ về việc gặp Megan ngày hôm nay. Và cô ấy đã buồn như thế nào. Dân, điều đó thật sự buồn. Nhưng điều đó thật sự dũng cảm. Quay trở lại nơi yêu thích của các con cô ấy. Mẹ thật sự muốn chúng ta cố gắng và dũng cảm. Về con thuyền, mẹ biết đó là thứ yêu thích của bố các con, nhưng đó là chuyện của chúng ta. Và mẹ không nghĩ rằng bố sẽ muốn chúng ta dừng lại. Con không biết mình có thích không. Nào, con không cần phải quyết định. Con chỉ cần suy nghĩ về nó được chứ? Con không cần nghĩ về nó. Con tham gia, hãy làm điều đó, được chứ? Và chúng ta ở đây vài ngày nữa. Chúng ta sẽ không rời đi cho đến chủ nhật, vì vậy con sẽ xem con thấy thế nào. Cảm ơn con. Hãy nhìn xem.
Này, ừ, mẹ cậu cho tới vào. Tớ không thể tìm thấy Jared ở bất cứ nơi nào. Dạ, ừ, cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ. Tớ nghĩ cậu ấy có thể ở đây. Hai người cãi nhau à? Không, không, không hẳn. Ừ thì cậu ấy chỉ hành động rất kỳ lạ gần đây. Cậu ấy đề cập có thể quay lại Stanford sớm. Và cậu ấy nói với tớ rằng cậu ấy không thể chịu đựng được khi ở Whispering Pines nữa. Và tớ nói kể từ khi nào? Cậu ấy đang trải qua một cái gì đó lúc này. Có lẽ cậu thử đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu ấy xem sao. Chà, nó là gì? Tớ là bạn gái của cậu ấy, tớ nên biết. Hai người không có quan hệ gì phải không? Nicky, không. Không, không, tớ sẽ không bao giờ làm điều đó với cậu. Thật đấy, vì mỗi lần tớ quay lưng lại là hai người tròn xoay mắt nhìn nhau. Tin tớ đi. Nó không phải như những gì cậu thấy. Thế nó là gì? Bởi vì nó trông không thực sự tốt. Tớ xin lỗi. Tớ không thể nói với cậu. Được rồi. Vậy có lẽ cậu có thể cho tớ biết đây là cái gì? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vào đêm đó? Hai người có quan hệ gì không? Đó có phải là lý do tại sao gần đây Rick tỏ ra rất cáu kỉnh và Jared đã lạnh nhạt với tớ từ khi cậu trở về nhà? Không, không, Nicky, làm ơn cậu. Cậu không hiểu đâu được chứ. Thực ra nó còn tệ hơn thế rất nhiều. Cậu có nhớ vụ tai nạn xe hơi mà tớ đã kể cho cậu nghe không? Nó xảy ra vào lễ hội thu hoạch mùa thu. Phải, kẻ đã giết cả gia đình Megan Meyer. Ừ, bọn tớ, ừ, đã rời khỏi bữa tiệc của cậu. Và tớ đã lả đi ở bàn ghế sau. Còn Rick thì đang lái xe. Cậu ấy đã uống rượu. Tất cả bọn tớ đã uống. Ý tớ là đó là những gì bọn tớ làm trong bữa tiệc của cậu phải không? Ồ, vậy đây là lỗi của tớ. Không, cậu có thể lắng nghe tớ không? Rick đã gây ra tai nạn đó. Và điều tồi tệ nhất là cậu ấy không dừng lại để cố gắng giúp đỡ hay bất cứ điều gì và Jared. Cậu ấy đã xoay sở với toàn bộ sự việc và tớ. Đã có những đứa trẻ chết trong chiếc xe đó. Jared hẳn đã hoàn toàn sụp đổ vì điều này. Cậu không nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì ngu ngốc phải không? Cậu ấy sẽ không cố gắng làm tổn thương bản thân hoặc bất cứ điều gì, đúng không? Ngày này, nếu ngày mai Jared không xuất hiện, tôi sẽ đến gặp cảnh sát. Tôi sẽ nói với họ tất cả mọi thứ. Tôi sẽ đi cùng cậu. Cô đang làm gì ở đây? Con của cô thường thích đến đây. Đi bộ trên những con đường mòn đằng sau nhà cô. Và chúng đã từng chỉ vào chính xác điểm này và nói đó là nơi những người ngầu thư giãn. Con của cô không phải là rất nhỏ sao? Cháu đã gặp chúng ư? Con của cô? Không. Không bao giờ. Ừ, tốt. Cô đoán chúng trẻ hơn cháu rất nhiều. Nhưng cô khá chắc rằng cháu còn quá trẻ để uống rượu. Uống rượu dẫn đến cái chết.
Tớ đã trở lại, nhớ cậu lắm. Đến với tớ nào. Nhanh thế anh yêu. Anh đã lơ em cả ngày. Và tất cả những gì anh muốn là một bức ảnh hư hỏng. Jared. Con yêu, con không nóng trong chiếc áo len đó sao? Con ổn. Các con biết đấy, mẹ cảm thấy như cả hai con đã dành rất nhiều thời gian cho điện thoại trong chuyến đi này. Mẹ không biết tại sao các con lại đến đây. Được rồi, hãy làm điều đó. Làm gì ạ? Đi thuyền vào ngày mai. Có thật không? Con biết trước đây con đã nói rằng con chưa sẵn sàng. Nhưng con nghĩ rằng bây giờ con đã sẵn sàng. Ồ. Con có chắc là mẹ không gây áp lực cho con trong việc này chứ? Mẹ không, mẹ đã không. Đó là điều đúng đắn để làm. Đó là điều mà bố muốn, mẹ biết không? Điều này sẽ làm cho bố hạnh phúc. Sao mẹ không ngồi xuống đi? Có một điều mà con nghĩ con nên nói với mẹ. Được. Thì lễ hội thu hoạch mùa thu năm ngoái, con mẹ biết không, nó không có gì đâu, nó không quan trọng. Được thôi. Cái gì? Megan, tôi đã nói gì với cô về việc tránh xa những người thuê nhà của cô? Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người hàng xóm về một chiếc xe khả nghi đang đậu dọc đường suốt cả tuần. Tuyệt vời. Vì vậy anh sẽ điều tra chiếc xe của tôi, nhưng anh sẽ không điều tra chiếc của gia đình Ruiz. Tôi có quyền được ở đây, nhưng cô không có quyền quấy rối bất cứ ai. Chúng tôi có một gia đình nghĩ rằng con trai họ, Jared, có thể đã mất tích. Cô nhận ra đứa trẻ này chứ? Tôi, nhưng tôi không biết gì cả. Được rồi. Chúng ta xong chưa? Tránh xa những người này. Vâng, chúng ta xong. Cẩn thận ngoài đó. Rick. Một phần của ta không thể nói chuyện ngay bây giờ. Cậu không hiểu à? Điều này không thể chờ đợi. Được thôi. Hãy nói nhanh lên. Bố của tớ đang có tâm trạng không tốt. Tớ chỉ không thể giữ bí mật này nữa. Tớ sẽ nói với mẹ tất cả mọi thứ. Đừng có ngu ngốc.
Tớ nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng việc giữ bí mật là tốt nhất. Và tớ đã nghĩ rằng tớ có thể. Nhưng cảm giác tội lỗi và nhìn thấy Megan trong tất cả nỗi đau đó, tớ nghĩ chúng ta cần phải nói sự thật được chứ. Chúng ta cần phải đối mặt với hậu quả. Được thôi. Cậu không tức giận à? Ý tớ là tin nhắn của cậu và cách cậu hành động trong bữa tiệc. Tớ chỉ nghĩ tại bữa tiệc tớ đã say. Tớ đã không suy nghĩ thông suốt. Tớ xin lỗi về điều đó. Thành thật mà nói, tớ cảm thấy điều này sắp xảy ra. Vì vậy cảm ơn vì đã cảnh báo trước. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Ý tớ là không có gì mà luật sư giá cao không thể đảm đương được. Lẽ ra tớ nên để bố tớ giải quyết việc này ngay từ đầu. Ý tớ là đó là điều ông ấy giỏi nhất, thuê luật sư. Cậu nghĩ rằng khi nào tất cả những điều này sẽ được phơi bày? Ngày mai bọn tớ sẽ đi chơi thuyền với Megan. Có lẽ tớ sẽ nói với cô ấy sau đó. Mẹ và em trai tớ thực sự rất mong đợi. Vì vậy tớ không muốn làm hỏng chuyến đi của họ. Tớ sẽ cho Jared biết. Cậu ấy có lẽ sẽ là người nhẹ nhõm nhất trong số chúng ta. Tớ phải quay lại rồi. Được rồi. Ok. Katie, cậu sẵn sàng chưa? Mẹ cần đi chuẩn bị thuyền. Con vẫn cần sấy tóc. Ôi thôi nào, điều đó có thực sự cần thiết không? Hai người cứ đi trước đi được chứ. Con sẽ bắt Uber tới đó và gặp hai người tại bến tàu. Được rồi, chúng ta sẽ gặp con sau một giờ được không? Có vẻ như chị gái con đang bất ổn. Ôi, chị ấy thật nửa vời. Con không thể tin được chị ấy trễ hẹn với chúng ta như thế. Được rồi, nhẹ nhàng với chị ấy. Chị con cần dành thời gian cho riêng mình được chứ. Được thôi. Con đã sẵn sàng làm thuyền viên chưa? Ý mẹ là chúng ta vẫn đi ư? Đúng vậy. Dần dần, thuyền trưởng. Được rồi, để mẹ tháo dây buộc thuyền và kéo các tấm chắn bùn vào. Dần, bố luôn kiểm tra an toàn trước. Để con vào bên trong xem thử được chứ. Được rồi, hãy cẩn thận và đừng làm hỏng bất cứ thứ gì. Này, chào mừng đến với buổi ghi hình trực tuyến từ du thuyền nghỉ dưỡng nhà Ruiz. Cùng xem qua tôi đang có gì nhé. Ồ, dân, hãy nhìn vào tấm da này. Các bạn, chúng ta đến rồi, phòng ngủ chính. Ôi, Chúa ơi, điều này thật điên rồ. Tôi... Nikki? Mẹ! Mẹ ơi, mẹ! Có một thi thể. Hãy đợi ở đây, không sao đâu. Là lúc cha mẹ gọi lại cho chúng tôi, nó rất quan trọng. Nó được chuyển thẳng đến hộp thư thoại, chúng ta nên làm gì? Xin chào cảnh sát trưởng. Tôi muốn báo cáo về một thi thể được tìm thấy trên thuyền của Megan Myers ở bến tàu. Tên của cô gái thi thể đó, tên con bé là Nikki. Con bé là bạn của con gái tôi. Tôi không thể ở lại đây, tôi phải đi tìm con gái. Nhưng tôi sẽ ở nhà Megan. Katie! Katie! Hy vọng chị ấy ở đây. Katie!
Chào Amy. Con gái tôi đâu? Chị đã làm gì? Tôi không bao giờ có ý định gây đau đớn cho bất kỳ ai, đặc biệt không phải là một người mẹ khác. Nhưng ai đó phải trả lời cho cái chết của các con tôi, chồng tôi. Con gái của chị và bạn bè của nó phải trả giá. Đây là miếng dán cản mà tôi đã nhìn thấy vào đêm xảy ra vụ tai nạn. Nó ở phía sau chiếc SUV màu đỏ đã tông gia đình tôi trên đường. Đó là từ xe của tôi. Chị nghĩ rằng chúng tôi đã tông gia đình chị ư? Bây giờ hãy nghe tôi. Tôi cần con gái của chị nói sự thật về những gì đã xảy ra đêm hôm đó một lần và mãi mãi. Đêm của lễ hội thu hoạch, Katie đã tông vào gia đình tôi ở trên đường. Megan, tôi không biết chị đang nói gì. Nó đã bỏ mặc chúng tôi ở đó cho tới chết. Katie vô tội, con bé ở đâu? Đừng nói dối tôi nữa, Amy. Chị đã giả vờ suốt thời gian qua. Tôi không nói dối chị. Tôi đã nói với chị đêm đó lúc cho tôi bị ốm. Chúng tôi không hề rời khỏi nhà. Tôi biết rồi mà. Đó là lý do tại sao tôi ở đây vì Katie. Megan, tôi không biết chị đang nói gì. Katie vô tội. Nó đã giết gia đình tôi. Nó đã bỏ mặc chúng tôi ở đó cho tới chết. Còn bé không làm vậy. Lút ra ngoài. Chị ấy đã ở đó vào đêm hôm đó. Nhưng cô phải xem cái này được không? Con đã trêu Katie. Chị ấy đã nói dối về việc đi chơi vào năm ngoái đúng chứ? Họ đã đến bữa tiệc và con đã phát điên lên. Nhưng điều đó không quan trọng. Con đã truy cập lấy tài khoản đám mây của Chris. Và anh ấy đã sao lưu cái này. Cháu có cái gì? Con tìm thấy video này vào đêm của bữa tiệc. Ồ, đây là chàng trai của các bạn, Ricky Rose. Đến với các bạn là một khách mời đặc biệt, Jay Rye. Này, Jay Rye đã đến rồi, trong xe. Và cô gái của cậu đang bất tỉnh ở phía sau. Kiểm tra xem anh bạn. Yo, không, dừng lại. Hãy cho người hâm mộ những gì họ muốn đi, anh bạn. Anh bạn cho tôi một giây ổn thôi. Này, coi chừng anh bạn. Này, chúng ta phải đi xem họ có ổn không. Chúng ta phải đi xem. Gì, anh bạn, cậu có mất trí không? Sẽ có ai đã đến và gọi 911. Chúng ta có thể giúp họ. Thôi nào. Này, điện thoại cậu, điện thoại cậu. Ôi Chúa ơi, tôi rất xin lỗi. Được rồi, anh ta đã gửi cho chị ấy kiểu hàng trăm tin nhắn đe dọa chị ấy. Nói với chị ấy tốt hơn là chị ấy nên câm miệng. Mẹ, con nghĩ rằng anh ấy bắt Katie. Gọi cảnh sát. Rick đang gài bẫy tôi. Tôi nghĩ tôi biết họ đang ở đâu. Con biết chính xác họ đang ở đâu. Con có GPS của anh ấy ngay đây. Được rồi, gọi 911 và khóa cửa lại. Đi nào. Tôi biết mà. Nó đưa con bé đến nhà tôi. Katie, lẽ ra cậu nên làm theo những gì đã hứa. Cậu thậm chí có nhận ra những gì cậu đã bắt tớ làm không? Nikki đã chết. Nhìn tớ này. Cậu đã giết cô ấy. Không phải tớ. Cậu chỉ cần ngậm miệng lại. Cậu cũng tệ như Jared. Cậu cũng tệ như Jared. Họ là bạn của chúng ta. Bạn của chúng ta. Cậu điên rồi. Cậu điên rồi.
tớ đã làm những gì tốt nhất. Không, Vân, cậu nghĩ đó là điều tốt nhất. Không, không sao đâu, tất cả sẽ sớm kết thúc. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ cùng cậu ấy đi xuống đáy hồ. Nơi bí mật này thuộc về Rick. Không, không, xin đừng. Rick, Rick, Rick. Katie, cậu đang ở đâu? Cứu, cứu. Cố lên Katie, cố lên con gái. Ồ con gái, này, này này, cháu ổn chứ? Vâng, vâng, cháu rất xin lỗi. Cháu rất rất xin lỗi, chúng cháu đã gây ra tai nạn. Rick đã lái xe và cháu thề là cháu đã không biết. Cháu nên nói với cô, lẽ ra cháu nên nói với cô. Cô biết tất cả mọi thứ, cháu rất xin lỗi. Cố lên, để cô đưa cháu ra khỏi đây. Cháu không thể để cô làm vậy. Cô Mai ơi, cháu có thể, cháu có thể cho cô những gì cô thật sự muốn. Cháu có thể giúp cô gặp lại gia đình của cô. Không cần khóc, không cần đau khổ nữa. Cô sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc? Cậu đang nói về cái gì vậy? Chúa ơi, tôi vừa phát hiện ra rằng cậu đã giết cả gia đình tôi. Cậu sẽ phải trả giá. Tôi sẽ không để cậu hủy hoại cuộc đời mình vì một tai nạn ngu ngốc. Tai nạn? Không, không Rick, đó là một sự lựa chọn. Sự lựa chọn của cậu. Không, không ai có thể làm được gì cả. Cô chỉ cần ở nhà. Rick, dừng lại. Câm miệng. Không, hãy câm miệng. Câm miệng. Rick, nhìn tôi này. Nhìn tôi Rick. Nhìn tôi. Cậu có muốn biết là bác sĩ đã nói gì với tôi khi tôi nằm một mình trên giường bệnh? Ông ấy nói nếu các nhân viên y tế đến đó sớm hơn, họ đã có thể sống sót. Tao ghét mày. Ôi Chúa ơi, không. Megan. Megan, đưa súng cho tôi. Đưa súng cho tôi. Tôi đã hứa với các con tôi là công lý, chứ không phải báo thù. Tôi đã bắn nó. Được rồi, được rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Hãy gọi một bác sĩ vào đây. Chị biết đấy, tôi có thể quen với điều này. Mẹ chính thức hư hỏng.
Vậy thì học đại học thế nào? Nó tốt à? Ừ. Mẹ đã nói với Megan rằng con đã thay đổi chuyên ngành của mình. Dân trị liệu gia đình. Con nghĩ mình có thể trở thành một cố vấn hướng dẫn và giúp đỡ mọi người trong suốt hành trình của họ. Cháu sẽ trở thành một cố vấn tuyệt vời. Cháu biết đấy, nó thực sự khó khăn khi ở một mình. Chị không cô đơn. Bây giờ chúng tôi là gia đình của chị. Tôi yêu mọi người. Chúng cháu yêu cô. Yêu chị.